chấn động, thầy Tử Vi bất ngờ tiết lộ bí mật giúp tuổi Đinh Dậu sinh năm 1957 xóa sạch vận đen, thoát kiếp nghèo khó, giàu có khó ai sánh bằng. Đúng trong tháng 6 âm lịch 2024, ung dung hưởng thụ cuộc sống giàu sang, sung sướng hết phần thiên hạ nếu biết trước được điều này. Kênh Minh Đường Tử Vi hoan hỷ được gửi lời chào tới quý khán giả đang theo dõi video luận giải vận mệnh mới nhất trên kênh. Lời đầu tiên thay mặt cho những người làm chương trình, xin kính chúc quý khán giả luôn may mắn, mạnh khỏe và thành công trong cuộc sống. Chúc quý khán giả tháng mới luôn gặp vạn sự lành, phú quý bình an. Quý khán giả thân mến, bản thân mỗi người được tồn tại trên đời, được hạnh phúc hay thuận buồm xuôi gió, công danh phát triển, tất cả đều do phúc đức mà ra. Phúc đức càng nhiều thì vật chất càng sung túc, tinh thần càng thoải mái và luôn đứng ở vị thế cao hơn những người khác. Phúc đức là một lá bùa may mắn, là một siêu năng lực, mang vận may tài lộc cho thân chủ. Khi gặp bất lợi, lập tức phúc đức phát huy sức mạnh của mình, hóa giải tai ương, mang đến sự bình an cho chủ nhân. Trong video ngày hôm nay, ban biên tập chương trình sẽ cùng quý khán giả đi tìm hiểu những dấu hiệu vận hạn trong tháng 6 âm lịch 2024 của con giáp tuổi Đinh Dậu sinh năm 1957, cũng như chia sẻ các cách để hóa giải, cầu may đến với gia tộc và bản thân con giáp này. Vậy cụ thể như thế nào? Kênh Minh Đường Tử Vi xin mời quý khán giả cùng chương trình tìm hiểu ngay trong video dưới đây. Trước tiên, ta hãy cùng tìm hiểu đôi nét tính cách của người tuổi Đinh Dậu sinh năm 1957 có đặc điểm gì nổi bật ngay sau đây. Tuổi Đinh Dậu sinh năm 1957 hay còn gọi là độc lập chi ngưu, tức là gà độc thân, ngũ hành sơn hạ hỏa, mệnh hỏa, tức lửa dưới núi, cung phi đoài, tướng xương con gà, tướng tinh con khỉ, nam cung đoài kim, tây tứ mệnh, nữ cung cấn thổ, tây tứ mệnh. Đinh Dậu sinh năm 1957 mang đầy đủ tính cách của thiên can đinh. Người thiên can đinh là âm hỏa, tính chất của họ đều là những người có tính cách ngoài lạnh, trong nóng, nhu trung, hữu cương. Khi nhìn bề ngoài, mọi người thường đánh giá họ có tính cách trầm tĩnh, mềm dẻo, nhưng bên trong người họ lại có một mặt tính cách sôi nổi và cứng rắn, trái ngược với những gì họ thể hiện ra bên ngoài. Đặc biệt, họ tế nhị nhưng hay đa nghi và lặng lẽ quan sát mọi người, trong đầu họ có nhiều tâm tư, tính toán và hay suy tính lung tung. Đinh Dậu là người sắc sảo, hóm hỉnh, tài năng và quyết đoán. Họ thích phiêu lưu và không ngừng tìm kiếm những miền đất mới để thám hiểm và thử thách chính mình. Thường thì họ sẽ thành công nhờ trí thông minh và sự hợp lý. Người tuổi Đinh Dậu ít khó tính hơn, họ sẽ không cân nhắc quá kỹ các chi tiết, mà tập trung vào toàn cảnh, tất cả trong công việc lẫn trong quan hệ. Điều này giúp họ ít bỏ lỡ các cơ hội quan trọng trong cuộc đời hơn. Đa số Đinh Dậu gặt hái được nhiều thành công nhờ sự thông minh của mình, tính cách kín đáo và sự kỳ vọng quá cao ở những người khác, khiến Đinh Dậu không thích giao du với quá nhiều loại người. Hành hỏa mang lại tính chủ động và sự nhiệt tình, giúp Đinh Dậu cởi mở hơn, giao tiếp rộng rãi hơn, họ có thể hòa đồng với nhiều loại người hơn so với các tuổi Dậu còn lại. Tuy tuổi Dậu mang trong mình tính cách kín đáo, không thích giao du với nhiều loại người, nhưng mà hành hỏa lại mang tới cho họ sự nhiệt tình và chủ động, giúp cho Đinh Dậu có thể cởi mở hơn. Bên cạnh đó, thì hành hỏa cũng ảnh hưởng không nhỏ tới tác phong của Đinh Dậu, cụ thể là họ khá chú ý tới phong cách của mình và coi vẻ ngoài là tài sản quý giá cần phải chăm chút thường xuyên. Đinh Dậu thuộc mẫu người rất tự tin, họ thường không chủ động trong đời sống tình cảm mà luôn chờ người khác theo đuổi, nhìn bề ngoài. Họ dường như không hề lo lắng đến việc họ có hay không có một tình yêu chân thành, tất cả mọi chuyện đến với họ có phải là giả tạo hay không. Thế nhưng trong thâm tâm họ, vừa là những người theo chủ nghĩa lãng mạn, lại cũng vừa là những người theo chủ nghĩa lý tưởng, họ luôn tin tưởng rằng mình sẽ có được một tình yêu lâu bền. Đinh Dậu có khả năng truyền cảm hứng và kỹ năng lãnh đạo khá tốt. Nhờ khả năng nhìn nhận sự việc từ nhiều góc cạnh khác nhau, Đinh Dậu có thể bỏ qua sự khác biệt nhỏ trong khả năng của mỗi người, trong khi vẫn giữ mục tiêu cao cho riêng mình. Phẩm chất này cộng với sức sáng tạo, tài năng và lòng can đảm giúp Đinh Dậu trở thành những nhà lãnh đạo xuất sắc. Họ tạo niềm cảm hứng cho những người khác thông qua tính tổ chức và đạo đức trong công việc. Bằng đôi mắt tinh anh, họ biết cách phát hiện những yếu tố giúp kéo mọi người lại gần nhau hơn. Đinh Dậu tinh tế một cách tự nhiên và hết sức cuốn hút trong phong cách. Họ chú ý tới hình thức của mình nhiều hơn tất cả các tuổi Dậu còn lại. Họ có vẻ ngoài là tài sản quý và dành nhiều thời gian để chăm chút cho nó. Đinh Dậu tự hào về cách ăn mặc có phần bóng bẩy và đặc biệt chú ý giữ gìn hình ảnh của mình trong mắt công chúng. Sự tinh thông cũng như thái độ tự tin của Đinh Dậu là vấn đề không thể bàn cãi. Tuy nhiên họ tự tin quá mức, đôi khi sự độc đoán và thiếu tế nhị của tuổi Đinh Dậu có thể gây tổn thương cho bạn bè và đồng nghiệp. Do ý thức rất rõ về tài năng và trí thông minh của mình, họ đương nhiên cho rằng cách nhìn của mình luôn là tốt nhất và tất cả mọi người nên theo gương họ.
Đinh Dậu nói chung là có tư duy, sự trung thực và năng lực làm việc hết mình là những điều quan trọng hơn cả. Họ thường không bằng lòng với những người không có đủ các phẩm chất nói trên. Tuy nhiên với Đinh Dậu thì mọi chuyện lại hơi khác. Nhờ khả năng nhìn nhận sự việc từ nhiều góc cạnh khác nhau, có thể bỏ qua sự khác biệt nhỏ trong khả năng của mỗi người. Trong khi vẫn giữ được mục tiêu cao cho riêng mình, phẩm chất này cộng với sức sáng tạo, tài năng và lòng can đảm giúp Đinh Dậu trở thành những nhà lãnh đạo xuất sắc. Họ tạo niềm cảm hứng cho những người khác thông qua tính tổ chức và đạo đức trong công việc. Bằng đôi mắt tinh anh, họ biết cách phát hiện những yếu tố giúp kéo mọi người lại gần nhau hơn. Đinh Dậu có đặc trưng trong tính cách là nhiệt tình, linh hoạt, sáng suốt, tháo vát nhưng sốc nổi và khó kiềm chế cảm xúc, nhanh nổi nóng, không giỏi che giấu nội tâm, thẳng thắn, bộc trực. Điều đáng khâm phục ở người tuổi Đinh Dậu là luôn phấn đấu hết mình để vươn lên những đỉnh cao trong sự nghiệp. Họ dũng cảm, ưa thử thách, vì vậy rất thích hợp để theo đuổi những công việc áp lực cao. Nếu là nhân viên, với khả năng làm việc độc lập của mình, họ có thể đạt được thành tích cao trong công việc. Họ yêu nghề, tự giác và có trách nhiệm cao. Chính vì vậy, cấp trên luôn hài lòng về kết quả mà họ đạt được và ghi nhận những đóng góp của họ. Những người tuổi Đinh Dậu có khả năng thích ứng rất tốt. Họ có thể sống ở bất cứ đâu, trong bất cứ hoàn cảnh nào. Chính vì lý do này mà những người này không hề sợ thay đổi và thậm chí họ muốn có sự thay đổi bởi vì đó là lúc họ thấy rõ điểm mạnh của bản thân khi thích ứng với hoàn cảnh. Ngoài ra, với tính cách tuổi Đinh Dậu ưa khám phá, họ cũng thích mạo hiểm, thích đi lang thang, thích di chuyển đi đây đi đó, họ ghét cãi vã, không thích sự bất hòa. Mỗi khi điều đó xảy ra, họ lặng lẽ bỏ đi cho dù đó là một cuộc cãi vã có ích, có tính xây dựng đi chăng nữa. Trong mắt mọi người, hành động này được xem là trốn tránh vấn đề. Nhược điểm không nhỏ của những người này là họ nghi ngờ về khả năng làm vừa lòng người khác của mình. Họ không chắc chắn về việc mình có quyến rũ không, vẻ ngoài của mình có được đẹp không, sự tự tin mình thể hiện như vậy có ổn không. Thế nhưng, họ không bao giờ muốn bộc lộ nỗi lo sợ này ra ngoài. Người tuổi Đinh Dậu luôn tỏ ra rằng mình đầy kiêu hãnh, tự tin rằng mình hoàn hảo. Đó là lý do nhiều người nhận thấy họ quá kiêu căng. Nếu họ điều chỉnh tính cách này càng sớm càng tốt, thì cơ hội thành công đến với họ cũng dễ dàng hơn. Luận giải tử vi thấy rằng, tuổi Đinh Dậu có cuộc sống tiền vận và trung vận không được thuận lợi. Chỉ khi bước sang hậu vận thì mới được hưởng sang giàu, quyền quý. Khi tuổi còn trẻ, cuộc sống gặp nhiều trắc trở. Đến khi bước vào trung vận, sự nghiệp mới được vẹn toàn. Công danh của Đinh Dậu có lên cao, có tạo được nhiều tên tuổi cho đời. Tuy nhiên, luôn luôn phải cẩn thận vì số luôn bị phản bội. Sự nghiệp được vững chắc vào tuổi 37 trở đi, tiền bạc có nhiều tốt đẹp, tạo được sự sống cao sang, quyền quý. Nam mệnh tuổi Đinh Dậu có nhiều ước mơ, hoài bão trong cuộc đời và họ luôn cố gắng phấn đấu để đem lại cuộc sống đầy đủ, sung sướng cho những người thân trong gia đình mình. Họ bận rộn trong công việc, ít có thời gian để chăm sóc con cái. Vì vậy, rất cần một người phụ nữ đảm đang, dịu dàng, giúp họ chia sẻ gánh nặng trong cuộc sống. Những người này nếu như tuổi thơ gặp nhiều khó khăn, bất hạnh, thì khi trưởng thành, họ nuôi dưỡng ý chí và có nhiều tham vọng lớn, tuổi Đinh Dậu sẽ quyết tâm xây dựng sự nghiệp để có cuộc sống ổn định, đầy đủ tiện nghi. Nữ mệnh tuổi Đinh Dậu là người biết chăm lo cho cuộc sống gia đình, họ luôn thực hiện đúng trách nhiệm, nghĩa vụ của một người dâu hiền, vợ đảm, thậm chí cô ấy có thể hy sinh, chịu nhiều thiệt thòi để mang lại cuộc sống sung sướng, hạnh phúc cho gia đình. Được biết cuộc sống hồi bé cơ cực, vất vả, cơm không đủ ăn, áo chẳng đủ mặc, đến lúc trưởng thành cũng không khấm khá là bao, làm lũ kiếm từng đồng mưu sinh. Nhưng người nghèo thì cứ nghèo bền vững. Tuy nhiên, do ăn ở tích đức, luôn làm việc thiện, nên trong thời gian sắp tới này, mệnh chủ được ơn trên ban lộc, phước đức đầy tay, mọi khó khăn, vất vả đều tan biến, thay vào đó là sự sung túc đủ đầy, tiền vàng ngập két, 10 phân vẹn 10. Sau đây sẽ là tổng quan vận trình tử vi của tuổi Đinh Dậu sinh năm 1957 trong tháng 6 âm lịch 2024. Tháng 6 âm lịch bắt đầu từ ngày mùng 6 tháng 7 năm 2024, kết thúc vào ngày mùng 3 tháng 8 năm 2024 dương lịch, can chi là tháng Tân Mùi năm Giáp Thìn, có thiên can là Tân Kim, địa chi Mùi Thổ, đặc trưng tháng là thiên khắc địa hình nhân khí vượng, mưu sự thành bại tại nhân. Tử vi tháng 6 âm lịch 2024 của 12 con giáp nhận thấy, dưới sự chi phối của cục diện tương phá, bản mệnh vấp váp với nhiều trở ngại. Các kế hoạch có nhiều đảo lộn, bạn được nhắc nhở cần hành sự thận trọng, đề phòng kẻ xấu phá hoại thành quả mình đã gây dựng được. Sự nghiệp khá ảm đạm, đường thăng tiến bấp bênh, không có nhiều dấu hiệu thuận lợi hay gặp may ở thời điểm này. Bản mệnh còn có nguy cơ đụng độ tiểu nhân, mưu sự tốt nhất nên dựa vào sức mình hơn là trông chờ vào người khác. Tuy nhiên, điểm báo vận khí có chút cải thiện hơn về cuối tháng, bản mệnh một khi kiên trì vượt qua,
thì thành quả gặt hái được hoàn toàn xứng đáng. Vận trình tài lộc của tuổi Đinh Dậu cũng có nhiều biến động lên xuống thất thường, đa phần theo chiều hướng xấu. Ở thời điểm hiện tại, con giáp này cần có kế hoạch quản lý tài chính rõ ràng và chặt chẽ hơn, thì mới có thể hạn chế được tình trạng hao hụt. Với tình hình trước mắt, hãy lấy ổn định và bền vững làm trọng, còn nếu tham lam vô độ sẽ dẫn tới hậu quả khôn lường. Phương diện tình cảm cũng là vấn đề khiến người tuổi Đinh Dậu gặp không ít muộn phiền. Trong tháng 6 âm lịch này, tình cảm vợ chồng đôi lứa xuất hiện nhiều nguy cơ, cả chủ quan lẫn khách quan. Người độc thân dành nhiều thời gian phấn đấu cho sự nghiệp cá nhân nên khá hời hợt trong chuyện yêu đương. Về phương diện sức khỏe, tâm lý không ổn định, công việc bận rộn và vất vả sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe thể chất của con giáp này. Bản mệnh có dấu hiệu suy nhược thể trạng vì suy nghĩ nhiều và lao lực thường xuyên nên cảm thấy mệt mỏi, uể oải. Sau đây là luận giải vận trình tử vi chi tiết trên từng phương diện chính cuộc sống của con giáp tuổi Đinh Dậu sinh năm 1957 trong tháng 6 âm lịch 2024. Xét về phương diện tài lộc của tuổi Đinh Dậu sinh năm 1957 trong tháng 6 âm lịch. Xem tử vi tháng 6 âm lịch của 12 con giáp nhận thấy, vấn đề tài chính của người tuổi Đinh Dậu chẳng những không tăng là mấy mà còn xuất hiện nhiều nguy cơ bất lợi. Nhắc nhở bản mệnh cần tính toán cho cẩn thận, dù có thiên tài chiếu mệnh, song vận may không là bao so với vận hung mà thương hại và nguyệt lệnh lâm tuyệt gây ra cho vận khí tháng mới của con giáp này. Theo đó, tài lộc chưa có nhiều dấu hiệu tăng tiến, thậm chí có nhiều thời điểm còn giảm sút bất ngờ. Tháng 6 âm lịch này, nếu bạn có thể duy trì thói quen chi tiêu khoa học và tiết kiệm, thì đã có thể coi là tín hiệu đáng mừng, chứng tỏ mọi thứ vẫn còn nằm trong tầm kiểm soát. Điềm báo tử vi trong tháng cho thấy, hung vận lớn, còn cảnh báo nguy cơ bị lừa gạt tiền bạc, nhất là trong khâu chọn đối tác, hợp tác làm ăn, nếu không đủ tỉnh táo. Rất có thể bạn sẽ phải chịu nhiều thiệt thòi trong tháng. Nếu có nhận được những lời mời gọi đầu tư kinh doanh, bản mệnh cũng chớ vội tin ngay vào những hứa hẹn lợi nhuận. Vì không có miếng bánh ngọt nào là tự nhiên từ trên trời rơi xuống, rất có thể phía sau đó còn rất nhiều bẫy sập và rủi ro mà bạn không lường hết được. Ngoài ra, nếu đang muốn tham gia trò đầu cơ cờ bạc, cá độ đỏ đen, thì tốt nhất nên dừng lại càng sớm càng tốt. Nếu cứ giữ tâm lý được ăn cả ngã về không, thì không cẩn thận sẽ trắng tay. Không chừng chi tiêu cần liệu cơm gắp mắm, bản mệnh tốt nhất nên có kế hoạch rõ ràng để không rơi vào tình trạng vay mượn, nhưng quá mức thắt chặt chi tiêu cũng khiến cuộc sống thêm căng thẳng. Thay vì như thế, bản mệnh nên lựa chọn cuộc sống phù hợp với thu nhập hiện tại hoặc tìm thêm việc tay trái để kiếm thêm nguồn thu nhập, đảm bảo chất lượng cuộc sống. Xét về phương diện công danh, sự nghiệp của tuổi Đinh Dậu sinh năm 1957 trong tháng 6 âm lịch. Xem tử vi tháng 6 âm lịch của 12 con giáp nhận thấy, công việc sẽ là mối quan tâm hàng đầu và cũng khiến bạn chịu nhiều vất vả trong tháng này. Áp lực trong tháng khá lớn đến từ những yêu cầu và kỳ vọng của cấp trên, lại còn cả áp lực phải duy trì vị trí hiện tại để không mất đi lợi thế với đối thủ cạnh tranh, khiến bạn gần như lúc nào cũng phải căng não, khối lượng công việc tăng cao, có khi còn phải tăng ca hay mang việc về nhà làm. Chủ yếu do tháng này Đinh Dậu phạm cục diện tương hại, lại thêm cả nguyệt lệnh lâm tuyệt gây ra nhiều khó khăn, tiểu nhân cũng lăm le rình rập. Chỉ cần bạn gây ra một sai sót, dù nhỏ cũng có thể viện cớ đó để buông lời gièm pha, hạ bệ uy tín của bản mệnh. Các kế hoạch xảy ra nhiều xáo trộn, trục trặc nửa chừng, thậm chí còn có sự cố vượt khỏi tầm kiểm soát của con giáp này. Bên cạnh những yếu tố khách quan, thì chính bản thân Đinh Dậu cũng chưa đủ quyết tâm và kiên trì để phấn đấu, nên sự nghiệp xuất hiện mối nguy không nhỏ là điều tất yếu. Tuy nhiên, nếu điều chỉnh thái độ làm việc, sắp xếp các đầu mục công việc một cách khoa học hơn, sẵn sàng ứng phó với mọi vấn đề xảy ra, tuổi Đinh Dậu vẫn có thể tạo ra đột phá bất ngờ, mặc cho hoàn cảnh khó khăn đến đâu. Trước khi đưa ra các quyết định lớn, bản mệnh nên cân nhắc thật kỹ càng, chớ nên nôn nóng. Nếu có vấn đề gì chưa chắc chắn, bạn nên bình tĩnh quan sát tình hình, không nên vội vàng phát biểu ý kiến hay hành động hấp tấp, kẻo rước họa vào người. Trong các mối quan hệ xã giao, bạn cũng nên duy trì khoảng cách nhất định, không nên vội tin tưởng ai một cách tuyệt đối, có ngày bị phản lại. Thực tế hung vận khá lớn, nhưng may mắn tháng này Đinh Dậu vẫn có các tinh giải thần và tử vi ngầm tương trợ. Chỉ cần bản mệnh có nỗ lực thì ắt có cơ hội xoay chuyển tình thế. Hãy cứ hạ quyết tâm và theo đuổi mục tiêu tới cùng, rồi bạn sẽ được đền đáp xứng đáng. Xét về phương diện sức khỏe của tuổi Đinh Dậu sinh năm 1957 trong tháng 6 âm lịch. Tình hình sức khỏe của Đinh Dậu trong tháng 6 có dấu hiệu sa sút, những mối bận tâm, chăn trở trong cuộc sống và công việc dần hình thành áp lực tâm lý, khiến thể trạng của bản mệnh khó được đảm bảo,
Tinh thần bất ổn có thể đảo lộn thói quen sinh hoạt hàng ngày, là nguyên nhân sinh ra nhiều bệnh tật, triệu chứng khó chịu. Nếu tiếp tục ăn uống, ngủ nghỉ thiếu điều độ, thì sức khỏe sa sút là điều dễ hiểu. Con giáp này nên tìm cách cân bằng cuộc sống, duy trì thói quen luyện tập thể thao hàng ngày. Đặc biệt hãy dành thời gian cho bản thân để được nghỉ ngơi khi cần. Khi bạn nghỉ ngơi cũng là lúc cơ thể được nạp năng lượng đầy đủ nhất, có như thế mới đủ sức theo đuổi mục tiêu của mình. Xét về phương diện tình duyên, gia đạo của tuổi Đinh Dậu sinh năm 1957 trong tháng 6 âm lịch. Xem tử vi tháng 6 âm lịch của 12 con giáp cho thấy, nhân duyên của tuổi Đinh Dậu trong tháng 6 âm lịch này không mấy lý tưởng, chẳng những các mối quan hệ trong công việc có phần xa cách và nhạt nhòa, mà tình yêu lứa đôi của con cái bản mệnh cũng xuất hiện nhiều nguy cơ rạn nứt. Thời điểm này, các mối quan hệ xã giao ở trạng thái không nóng không lạnh, nhưng chỉ cần một chút hiểu lầm cũng có thể phá hỏng những ấn tượng tốt mà đôi bên đã xây dựng trong quá trình hợp tác bấy lâu. Bạn sẽ cần thêm sự khéo léo để duy trì giữ mối hợp tác làm ăn. Còn trong chuyện tình cảm cá nhân, các thành viên trong gia đình ngày càng mất kiên nhẫn với nửa kia, nên rất thiếu sự vun vén và chẳng ai chủ động hâm nóng mối quan hệ. Chính thái độ hờ hững của bạn có thể khiến nửa kia thấy khó hiểu, thậm chí còn cho rằng bạn đang giận dỗi vô cớ. Sau đây là phần cẩm nang vượn vận cho con giáp tuổi Đinh Dậu sinh năm 1957 trong tháng 6 âm lịch 2024. Khẩu quyết: trong tháng 6 âm lịch, bản mệnh sẽ có khá nhiều áp lực trong công việc, nhưng nếu cố gắng và kiên trì tới cùng thì sẽ gặt hái được thành công. Quý nhân của bản mệnh là tuổi Mão và tuổi Đinh Dậu. Tiểu nhân là tuổi Ngọ và tuổi Thìn. Màu sắc may mắn là màu vàng và màu hồng. Quý khán giả thân mến, tiếp theo sau đây là luận giải vận trình tử vi chi tiết từng tuần trong tháng 6 âm lịch 2024 của người tuổi Đinh Dậu sinh năm 1957. Tử vi tuần 1 tháng 6 âm lịch của tuổi Đinh Dậu sinh năm 1957. Đầu tuần có thể là thời điểm khó khăn với người tuổi Đinh Dậu, khi tỷ kiên xuất hiện gây nên một vài sự hỗn loạn, đảo lộn các kế hoạch mà bản mệnh đã vạch ra từ trước đó. Cũng vì lý do này mà trạng thái tinh thần của những người tuổi Đinh Dậu lên xuống thất thường, đôi khi còn cáu gắt và bực bội. Cũng may tới giữa tuần có các tinh thiên ấn và chính ấn nâng đỡ, giúp cho con giáp này không vì thế mà chịu quá nhiều thiệt hại. Rất may là bạn nhanh chóng nhìn thấy được sai sót của bản thân và cố gắng làm việc chăm chỉ hơn để bù đắp lại những sai lầm trước đó. Tài lộc trong tuần không nhiều lắm, có khoản thu vào nhưng chi tiêu cũng không ít. Bạn không kiếm được nhiều mà còn có nguy cơ mất thêm tiền do những tính toán nhầm lẫn. Lúc này chớ làm liều mà đem tiền bạc đầu tư vào những nơi không an toàn, kẻo trắng tay lúc nào không hay. Chuyện tình cảm không thể gượng ép, tuổi Đinh Dậu đừng quá nóng vội. Bạn chưa tìm thấy định mệnh của đời mình, nó làm bạn suy nghĩ rất nhiều. Nhưng điều đó không có nghĩa là bạn không được hạnh phúc với những gì mình đang có. Hãy biết hài lòng hơn với thực tại. Tử vi tuần 2 tháng 6 âm lịch của tuổi Đinh Dậu sinh năm 1957. Tử vi tuần mới của 12 con giáp nhận thấy rằng, hung tinh thái tuế tác động, người tuổi Đinh Dậu phải chịu không ít khó khăn và thách thức trong tuần này. Đầu tiên phải kể đến đường công danh, sự nghiệp không được ổn định cho lắm. Con giáp này nên hạn chế tối đa những mâu thuẫn, tranh cãi với người khác ở thời điểm này để tránh những thị phi không đáng có. Đặc biệt, tuần này Đinh Dậu được nhắc nhở nên có thái độ đúng mực với đồng nghiệp hoặc cấp trên, dù có những quy định khiến bạn không thoải mái. Nhưng nếu đã ở trong môi trường tập thể thì bạn không thể thích gì làm nấy. Bên cạnh đó, hãy dè chừng họa thị phi ganh ghét từ người khác. Họ có thể hãm hại bản mệnh bất cứ lúc nào. Nếu đang hy vọng tài lộc có khởi sắc, có lẽ bạn không nên quá trông đợi vào tuần này. Mọi thứ vẫn dậm chân tại chỗ. Việc đang làm thế nào cứ làm thế ấy là an toàn nhất. Nếu bạn có hành động mạo hiểm ở thời điểm này thì rất dễ xảy ra sai sót, thua lỗ. Chẳng những công việc và tiền bạc, tinh thần của Đinh Dậu cũng không mấy vui vẻ, khi người độc thân có thể sẽ thấy muộn phiền khi không tìm thấy người tâm đầu ý hợp. Có thể cùng bản mệnh đi chung trên con đường dài phía trước, bạn vẫn nên mở lòng mình hơn, đừng để những chuyện không vui trong quá khứ ảnh hưởng đến tương lai. Tử vi tuần 3 tháng 6 âm lịch của tuổi Đinh Dậu sinh năm 1957. Vận khí tuần mới của người tuổi Đinh Dậu có thăng có trầm, công việc nếu giữ được trạng thái ổn định đã là một điều may mắn. Bạn nên làm việc tập trung và chăm chỉ hơn để hạn chế những sai sót không đáng có. Vào thời điểm bất ổn này, bản mệnh cũng nên hạn chế việc triển khai kế hoạch mới vì đây chưa phải là thời điểm thích hợp. Việc làm ăn kinh doanh cũng không thuận, mối quan hệ hợp tác xuất hiện trục trặc. Nguyên nhân là do hai bên không đủ tin tưởng dẫn đến xung đột về nhiều mặt. Chính điều này sẽ ảnh hưởng không nhỏ đến nguồn thu của bạn trong tuần này. Nếu có ý định đầu tư, bạn chỉ nên bắt đầu từ những hạng mục nhỏ để hạn chế rủi ro.
chuyện tình cảm gặp không ít sóng gió. Do bản tính cố chấp, bướng bỉnh của con giáp này, tuổi Đinh Dậu có xu hướng áp đặt suy nghĩ và cảm xúc lên nửa kia, dần khiến người ấy sinh ra sự phản kháng và chống đối lại bạn. Rắc rối cũ chưa được giải quyết mà mâu thuẫn mới đã phát sinh, khiến không khí đôi bên ngột ngạt. Sức khỏe của tuổi Đinh Dậu cũng có dấu hiệu giảm sút, một phần vì sức đề kháng giảm, phần là do tác động tiêu cực từ môi trường, thời tiết. Đã vậy, công việc áp lực lớn cũng khiến tinh thần bạn luôn căng như dây đàn, tình hình này kéo dài sẽ rất dễ đổ bệnh. Tử vi tuần 4 tháng 6 âm lịch của tuổi Đinh Dậu sinh năm 1957. Sự xuất hiện của tiểu hao là nguyên nhân chính khiến tài vận của Đinh Dậu sụt giảm. Bạn sẽ phải khá vất vả để có thể bảo vệ thành quả của mình mà kết quả vẫn không mấy khả quan. Thu chi mất cân đối, các khoản tích lũy cũng gặp nhiều trục trặc, mất nhiều hơn được. Chuyện buôn bán, làm ăn khó khăn do sức cạnh tranh lớn, cộng thêm biến động của thị trường, một số hoạt động đầu tư, hợp tác có thể bị đổ bể do không đạt được thỏa thuận về số vốn và lợi nhuận sau này. Vốn dĩ bản mệnh cũng giỏi tính toán và biết cách quản lý tài chính, nhưng đôi khi lại chủ quan nên mới phạm phải sai lầm, khiến tiền bạc tiêu tán, đường công danh xảy ra chút rắc rối. Vào cuối tuần, hung tinh thiên quang là điềm báo có thị phi ập tới, kẻ xấu đâm đặt chuyện sai lệch nhằm phá hoại thanh danh của bản mệnh. Càng những lúc như vậy, bạn càng cần giữ vững tinh thần để đối phó với những thủ đoạn của kẻ xấu kia. Chuyện tình cảm vẫn chưa đâu vào đâu, khi mà chiến tranh lạnh chưa chấm dứt, mâu thuẫn giữa các cặp đôi vẫn chưa được giải quyết. Bạn và đối phương thiếu kiên nhẫn để lắng nghe đối phương giải bày tâm sự, ai cũng có lý lẽ riêng mà không đặt mình vào vị trí của người kia để hiểu và thông cảm hơn. Sức khỏe của con giáp tuổi Đinh Dậu là một trong những khía cạnh mà bản mệnh lo lắng nhất. Bạch hổ hung tinh mang điềm báo tai họa họa huyết quang, ma chay. Nhìn chung, trong tuần bản mệnh cần lạc quan để tránh quá căng thẳng khi rắc rối xảy ra với mình. Quý khán giả thân mến, các vật phẩm phong thủy không chỉ là những món đồ trang trí mà còn mang trong mình những ý nghĩa tinh thần sâu sắc. Chúng được lựa chọn dựa trên nguyên tắc của ngũ hành và sự tương tác của năng lượng trong tự nhiên để tạo ra sự cân bằng và hỗ trợ cho cuộc sống của chúng ta. Mặt khác, vật phẩm phong thủy là những món đồ tinh thần mang lại sự hỗ trợ và động viên trong mọi khía cạnh của cuộc sống, là biểu tượng của niềm tin, hy vọng, luôn đồng hành cùng chúng ta trên hành trình phát triển và thành công. Dưới đây là gợi ý các vật phẩm phong thủy từ kênh Minh Đường Tử Vi mà bản mệnh tuổi Đinh Dậu sinh năm 1957 có thể cân nhắc để mang về bình an và giải trừ vận hạn cho bản mệnh, cụ thể như sau. Tỷ hưu. Với người tuổi Đinh Dậu, tỷ hưu có khả năng bảo vệ và hóa giải những tác động tiêu cực, nó có khả năng đuổi tâm ma, xua tan rủi ro và bảo vệ khỏi các yếu tố không mong muốn. Trong cuộc sống, sự hiện diện của tỷ hưu có thể tạo ra một bức tường bảo vệ năng lượng xung quanh, giúp duy trì sự yên bình và an toàn. Bên cạnh đó, tỷ hưu cũng biểu thị sự may mắn và thịnh vượng, nó có khả năng thu hút tài lộc và tạo ra một luồng năng lượng tích cực trong môi trường. Tỷ hưu tượng trưng cho sự kết hợp giữa khả năng bảo vệ và tăng cường năng lượng, giúp tạo điều kiện thuận lợi cho sự phát triển và thịnh vượng. Thiềm thử. Đối với người tuổi Đinh Dậu sinh năm 1957, mệnh thổ, thiềm thử phong thủy có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong việc hút và bảo vệ tài tộc. Cùng với việc giữ sự cân bằng trong cuộc sống, thiềm thử hình dáng tròn trịa, có ba chân, vị trí đặt thiềm thử trong nhà hoặc nơi làm việc của người tuổi Đinh Dậu, có thể tạo ra dòng năng lượng thúc đẩy tài lộc và thuận lợi. Đặc biệt với mệnh thổ, thiềm thử có khả năng định vị và kiểm soát, giúp họ bám trụ vào cơ hội và giải quyết khó khăn một cách linh hoạt. Thiềm thử còn được coi là biểu tượng của sự giàu có và thịnh vượng, biểu tượng cho sự thăng tiến và phát triển trong cuộc sống. Với người tuổi Đinh Dậu sinh năm 1957, thiềm thử phong thủy có thể giúp tạo điều kiện thuận lợi để thúc đẩy sự nghiệp, định hình tương lai và tăng cường khả năng quản lý tài chính. Tượng cá. Cá phong thủy là một biểu tượng mang trong mình với nhiều ý nghĩa tích cực trong văn hóa phong thủy. Đối với người tuổi Đinh Dậu sinh năm 1957 mệnh thổ, nó có ý nghĩa đặc biệt trong việc tạo ra sự cân bằng và thúc đẩy tài lộc, mang lại may mắn và thịnh vượng cho cuộc sống. Cá thường được xem là biểu tượng của sự giàu có và thịnh vượng, biểu tượng cho tài nguyên dồi dào và khả năng sinh sản. Với người tuổi Đinh Dậu sinh năm 1957, vật phẩm có thể giúp cân bằng năng lượng, tạo ra môi trường thích hợp để tài lộc và cơ hội tự nhiên đến gần họ. Ngoài ra, tượng cá còn có ý nghĩa về sự bình an và hạnh phúc trong cuộc sống khi đặt nó ở nơi đang làm việc hoặc trong không gian sống. Người tuổi Đinh Dậu có thể tận dụng năng lượng tích cực mà nó mang lại để tạo ra môi trường, sự phát triển và thành công. Quả cầu phong thủy. Với người tuổi Đinh Dậu, quả cầu phong thủy có khả năng bao bọc và mang đến bình an cho không gian xung quanh. Ánh sáng phản chiếu qua quả cầu tượng trưng cho ánh sáng tinh thần.
giúp làm sáng tỏ tâm hồn và thu lại sự yên bình. Đặt quả cầu phong thủy trong nhà hoặc nơi làm việc có thể giúp tạo ra môi trường tĩnh lặng và thuận lợi cho tập trung thiền định và sự sáng tạo. Bên cạnh đó, quả cầu phong thủy còn có khả năng thu hút năng lượng dương tích cực và tăng cường may mắn, sự thành công của kết quả. Cầu phong thủy tượng trưng cho sự toàn vẹn và cân bằng, giúp tạo ra dòng năng lượng ổn định và tạo điều kiện thuận lợi cho sự phát triển và thịnh vượng. Thuyền buồm phong thủy. Thuyền buồm phong thủy là biểu tượng mang trong mình biểu tượng về hành trình khám phá và cơ hội mới. Đối với người tuổi Đinh Dậu sinh năm 1957 mệnh Thổ, thuyền buồm có ý nghĩa quan trọng trong việc hướng sự phát triển, thăng tiến và mở rộng cơ hội trong cuộc sống. Thuyền buồm là biểu tượng cho sự tự do và khao khát khám phá. Đối với những người tuổi Đinh Dậu sinh năm 1957, nó có thể thúc đẩy khao khát học hỏi, giúp họ tiếp tục mở rộng tầm nhìn và tìm kiếm những cơ hội mới để phát triển. Thuyền buồm phong thủy cũng có khả năng tạo ra sự cân bằng năng lượng trong môi trường xung quanh bằng cách đặt nó ở những nơi quan trọng trong ngôi nhà hoặc nơi làm việc. Người tuổi Đinh Dậu sinh năm 1957 có thể tận dụng khả năng hấp dẫn để thu hút những cơ hội thú vị và may rủi trong cuộc sống. Cây tài lộc. Cây tài lộc là biểu tượng của sự thịnh vượng và may mắn trong cuộc sống, đặc biệt đối với những người tuổi Đinh Dậu sinh năm 1957 mệnh Thổ. Cây tài lộc có thể thu lại những cơ hội mới, thuận lợi và phát triển trong sự nghiệp và tài chính. Hình ảnh cây xanh mọc mạnh mẽ, sức sống, thể hiện khả năng phát triển vượt bậc và tạo nên môi trường thịnh vượng. Cây tài lộc cũng có khả năng hút tài lộc và may mắn vào nhà hay nơi làm việc của người tuổi Đinh Dậu. Hình ảnh cây xanh và quả trái là biểu tượng của sự sinh khí đầy đủ và thịnh vượng, giúp tạo ra một môi trường tích cực và giàu có. Quý khán giả thân mến, tiếp theo đây là 5 cách xả xui chuẩn phong thủy cực dễ làm để tăng cường vận khí, kích tài vượng lộc. Treo gương bát quái. Việc sử dụng gương bát quái trong việc trừ tà và xa xui đã trở thành phương pháp phong thủy được nhiều người áp dụng. Gương này được cho là có sức mạnh phản chiếu và đẩy lùi năng lượng tiêu cực, cũng như các thế lực bất lợi, tùy thuộc vào dạng của gương lồi lõm hay phẳng mà có cách treo đặc trưng. Không chỉ vậy, việc lựa chọn gương bát quái cũng cần phải tương thích với tuổi và hướng nhà của chủ nhân. Nên đặt gương này ở vị trí trên cửa chính hoặc cửa sổ đối diện với ngoại thất. Khi tiến hành treo, nên tiến hành lễ với thổ địa và đọc lời cầu nguyện. Dọn dẹp nhà cửa. Một không gian nhà ổn định và gọn gàng sẽ giúp năng lượng tích cực, dễ dàng lưu thông, trong khi một ngôi nhà lộn xộn có thể tạo ra cảm giác rằng mọi thứ đang đi không đúng hướng. Để biến đổi tình hình này, hãy bắt đầu bằng việc làm sạch và sắp xếp những thứ xung quanh bạn. Loại bỏ những đồ không còn giá trị hoặc không cần thiết. Tiếp theo, hãy dành thời gian lau chùi nhà cửa, loại bỏ bụi bẩn và mạng nhện. Xem xét việc tái cấu trúc, bố trí đồ đạc theo nguyên tắc phong thủy để tối ưu hóa luồng năng lượng. Và cuối cùng, một lớp sơn mới sẽ làm tươi mới và tái sinh không gian sống của bạn. Đem tỏi theo bên mình. Tỏi không chỉ là một gia vị phổ biến trong bữa ăn hàng ngày, mà còn được coi là một vật phẩm trừ tạp. Nhiều người tin rằng, mùi đặc trưng của tỏi có khả năng đẩy lùi năng lượng xấu. Trong nhiều bộ phim từ Trung Quốc đến Việt Nam, tỏi thường xuất hiện như một biện pháp chống lại ma quỷ. Trên thực tế, tỏi được cho là có khả năng loại bỏ tà khí, tránh xa vận xui, cân đối năng lượng âm dương và mang lại sự may mắn cho người sử dụng. Để tận dụng hiệu quả của tỏi trong việc trừ tà, bạn chỉ cần sử dụng phần lõi một lượng tỏi nhỏ đặt trong túi và mang theo bên mình, đã có thể giúp bạn bảo vệ mình khỏi năng lượng tiêu cực. Đốt trầm. Trầm hương là biểu tượng truyền thống của Phật giáo và phong thủy. Khi cháy, trầm hương phát ra một hương thơm dễ chịu và tinh khiết, thể hiện sự hòa quyện giữa trời và đất, còn được mô tả như là mùi vị của Niết Bàn. Khi bạn thắp trầm hương trong nhà, không gian sẽ trở nên thanh lọc, loại bỏ các năng lượng tiêu cực và giảm thiểu rủi ro, xui xẻo. Hơn nữa, hương trầm khiến tâm hồn con người trở nên thanh thoát và yên bình, như thể tìm thấy sự giác ngộ nội tâm. Sử dụng muối. Từ xưa có quan niệm rằng, đầu năm mua muối cuối năm mua vôi, qua câu này mới được coi là biểu tượng của sự may mắn, sự bình yên và khả năng trừ tà, loại bỏ năng lượng tiêu cực. Rất nhiều người áp dụng việc sử dụng muối như một biện pháp xua xui, điểm thuận tiện là hầu như mỗi gia đình đều có muối, nên việc áp dụng phương pháp này trở nên dễ dàng. Bạn có thể thử rải muối ở ngưỡng cửa hoặc phía trước sân để ngăn chặn năng lượng không tốt, thậm chí rắc muối xung quanh khu vực giường ngủ hay cửa phòng cũng là một cách được nhiều người lựa chọn. Quý khán giả thân mến, Phật dạy về thay đổi tính cách nói rằng, hãy từ bỏ nóng giận thì phiền não sẽ không đến với các người. Một ý niệm, giận hờn nổi lên thì trăm ngàn cửa nghiệp chướng đều mở ra. Trước khi bạn muốn đi theo con đường của Phật, việc đầu tiên phải làm là dẹp bỏ tâm tính nóng giận, vì khi nóng giận thì con người sẽ phóng hỏa, đốt rừng công đức, mọi cố gắng trước đây sẽ bị tiêu tan. Thay đổi tính cách nóng này như thế nào trước mọi trạng thái bất mãn,
Bạn phải vững tin nhân quả. Người khác làm mình tổn thương mình ở kiếp này đều là có lý do của nó cả. Có thể đây là quả báo mình phải trả giá cho lỗi lầm ở kiếp trước. Hãy chấp nhận số phận của mình. Nếu bạn không tin vào nhân quả, chẳng khác nào ngày xưa đi vay tiền của người khác, nay muốn trả cũng không được. Một số người không tin vào nhân quả. Họ nói, nếu tôi không nhìn thấy nó, thì chứng tỏ nó là thứ giả dối do con người tự bịa ra. Đó là quan điểm riêng của các bạn. Không ai phản đối cả, miễn sao bạn biết tu tâm dưỡng tính, không nổi nóng, sân si với những người xung quanh, chấp nhận mọi điều tốt xấu ở đời là đủ. Vâng, quý khán giả thân mến, trên đây là phần luận đoán tử vi chi tiết trong tháng 6 âm lịch 2024 của tuổi Đinh Dậu sinh năm 1957. Chương trình xin được tạm dừng tại đây, chúng tôi luôn có mặt ở đây và đồng hành bên cạnh quý khán giả, chữa lành những tổn thương và vạch ra một tương lai tươi sáng. Xin chào và hẹn gặp lại quý khán giả trong chương trình tiếp theo.